sử dụng cái màu nude là mình có nè ha. Màu nude là mình sẽ sử dụng cho ombre. Thì bộ design này là khách hàng mình muốn là thật là tự nhiên thôi, nên là Christine sẽ sử dụng cái màu nude natural làm ombre và màu up white với lại màu dark pink nha. Cái màu dark pink này nè, rất là tự nhiên, thật là đẹp, dịu dàng luôn. 25 lê. 2 dễ thương quá à. 25 lê dễ thương quá à. À, chị Sarah Nguyễn ha, thì sau này khi mà just now khi mà mở lớp á, có thể sẽ là mở thêm cái lớp design đơn giản ha. Dạ. Mọi người vui lòng share nha. Bây giờ là mình sẽ để primer và mình sẽ đi cái bột chút. À, củ khoai lang nóng, cỏ đắp bột có bán ở Việt Nam nha. À, bạn có thể liên hệ thầy Nguyễn Tuấn. Thầy Nguyễn Tuấn lát nữa là các bạn sẽ cho lát nhắn tin cho Christine đi, Christine sẽ cho cái địa chỉ nha và cái số điện thoại là bạn có thể order bên Việt Nam. Hi Maria. Ok, bây giờ là mình sẽ đi bột trước nha. Thì hôm nay là Christine có sử dụng là củ khoai lang nóng nữa. Lát nữa là Christine sẽ gửi cái địa chỉ cho củ khoai lang nha. Bây giờ là Christine có sử dụng cái kim tuyến này ha. Và sử dụng một chút xíu kim tuyến có trong collection của Just Nail để mà làm cho cái bộ móng của mình nó thêm lung linh như vậy ha. Đối với nhiều màu thì là hai anh Andy Nguyễn, chúc mừng năm mới. Thì là hả, Christine sử dụng một chút xíu clear làm cho cái bộ nail của mình nó không bi gì quá mà nó cũng ra cái tự nhiên ha. Thank you. Bây giờ là Christine sẽ, đối với cái người khách thì nó yêu cầu là hai bên nó giống nhau, nên là Christine sẽ thiết kế là cho nó giống nhau luôn ha. Đối với ngón út là mình sẽ cho cái bột pin. Khi mà mình cho cái bột pin á, đối với anh chị mới vào nghề á, thì mình đi cho nó mỏng thôi. Vì Christine sẽ apply, sẽ cho thêm cái phần cái clear vào. Chúc mừng năm mới, thank you anh Andy, thank you. Mình cho từ từ cái bột đi một lớp vừa mỏng thôi, vì lát nữa là mình sẽ cho cái bột clear nữa. Christine đang sử dụng cỏ số 14 nha. Cỏ số 14 rất là dễ đi. Mình cố gắng là giữ cho nó không có bị bất xếp nha. Hello Margarita. Hi RM. Happy New Year. Thank you chị. Thank you. Hi Tina. Thank you Tina, thank you. Ok, mình sẽ đi cho nó bột màu hồng nó đều một chút xíu. Sau đó là mình sẽ kết hợp với cái màu, đây là những cái bột clear mà có trong Just Nail Christine pha sẵn ha. Còn đây là cái cũng là một trong những collection của Christine. Cái này là màu trắng clear, màu trắng Christine sao pha với bột clear rồi. Còn cái này là nó lớn nên Christine là có thể là pha hoặc là không pha nha. Mình sẽ kết hợp với cho nó hơi lung lên một chút xíu. Khi mà mình kết hợp những cái clear này á, mình cảm thấy nó có hay không có cũng không sao, nhưng mà nếu mà mình kết hợp chúng lại với nhau á thì nó sẽ ra cái khác nữa, nó sẽ ra nó đẹp hơn. Nên mình sẽ cho một lớp mỏng ha, sau đó mình sẽ cho một chút xíu màu trắng nữa, vì mình sẽ làm cho cái nền của nó là khi mà Christine apply như vậy á, các bạn thấy nó có sự khác biệt không đó. Vì nếu mà mình pha nhiều quá thì nó ra rất là nhiều màu đúng không?
thì là Christine pha riêng biệt như vậy. Nên tới khi làm á, thì Christine là lựa chọn những cái kết hợp với nhau để tạo ra cái màu sắc á, nó hơi dịu dàng một chút xíu, tùy theo cái bộ móng mà mình thiết kế cho khách. Đó, sau đó là mình sẽ cho một chút xíu đó, những cái kim tuyến tam giác này vào. Vì bộ design của Christine là nó màu của nó là sẽ có cái màu rose gold đó, nên Christine là cho một chút xíu rose gold kim tuyến vào đó. Hai chị Úc Hường Tăng, thank you chị, chúc mừng năm mới nha. Hai Anna Lily, hola. Hai Mimi Pino, oh, hola, yeah, xin chào. Hello, hai Chi Nguyễn, thank you Chi Nguyễn nha. Hai RM, thank you so much RM. Ok, thank you. Bây giờ là mình sẽ đi cái ngón cái, mình sẽ tiếp tục cho cái mình đi cái màu với lại mình có cleader đó, mình sẽ làm một lần luôn để cho cái cỏ của mình nó sạch sẽ ha. Vì kim tuyến nó sẽ dính vào cỏ, nên khi mà mình đã đi cái cleader rồi đó thì mình sẽ cho nó làm cho nó xong nha. Cho cái phần cleader đi, sau đó mình sẽ qua những cái phần khác. Hai anh Quang Hồ ha, hai anh. Mình đi cho nó bột thật vừa thôi. Ngón cái này là Christine sẽ kết hợp vào màu dark pink và cái màu nude nha, để làm cho nó ra âm rầy. Hai Hiền Ly, vâng, hai Luna, thank you chị Phương Lê, thank you. Mình sẽ đi màu âm rầy nha. Mình sẽ đi ngón cái ombre. Hai màu này kết hợp với nhau tuy là nó không có nổi lắm, nhưng mà khi mà mình apply cái cleader lên thì nó rất là show up ha. Nhưng mà đối với người khách mà nó thích tự nhiên á, mình sẽ kết hợp hai màu này với nhau cũng rất là đẹp. Yeah, Christine sẽ đi như vậy ha. Hai Hồng Phạm, thank you, chúc mừng năm mới nha. Chúc cả nhà sức khỏe, an khang, vạn sự như ý. Thank you cả nhà nha. Mình sẽ đi một lớp mỏng cleader thôi. Đó, vẫn tương tự, mình sẽ đi 3 bước và 3 màu. Vì á, mình đi như vậy á, các bạn thấy nó có sự khác biệt đúng không? Vừa gold vừa trắng nha. Mình nhìn những cái chi tiết nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó help cho cái design của mình á, nó sẽ nổi bật hơn khi mà mình hoàn thành. Mình đã hoàn chỉnh xong. Hai Hải Trương, hai Matthew Nguyễn, hai Hoàng Nam. Ok, next. Ok. Thank you chị, thank you. Thank you chị Phương Lê, yêu giọng nói em quá hả? Có thương em không? Bắn tim cho em nha. Hôm nay Christine hơi nói vui chút xíu ha. Đầu năm thì mình phải vui vẻ đúng không? Hai Hoàng Nam, hai em, chào. Hai Claudia,
Hi Jordan. Jordan. Yeah, hi everybody. Ngón này thì mình sẽ đi kết hợp cái màu pin và màu nút để làm ra cái âm rầy giống như cái ngón cái nha. Vì cái ngón này là Christine sẽ design dạy by hand. Hôm nay là không có 3D. Thì mình sẽ thiết kế là giống như một cái đôi cánh cho người khách. Đầu năm thì sẽ bay xa hơn nữa, đúng không? Mỗi cái design nó đều có một cái ý nghĩa. Thay vì mình nói thì mình làm ha. Thank you Smile nha. Chị cũng thương Smile quá à. Chị thương tất cả mọi người nha. Hi Liz. Hello, hi. Thank you, chị yêu nhiều quá. Tặng cho em triệu triệu trái tim luôn hả? Thank you. Thank you so much. Đầu năm là được triệu trái tim là mừng lắm đó. Hên lắm à. Hi Jenny. Hello, hi Claudia. Thank you so much. Thank you Claudia. Thank you. Hi Andy Nguyễn. Thank you anh nha. Đầu năm mà được anh khen là hả? May mắn cả năm đó. Hôm nay là Christine sức khỏe. Nhiều sức khỏe. nhiều sức khỏe nhé. Có sức khỏe thì mình có thể làm những cái khác hơn đúng không? Hi Evie, Y Cao. Hello, hi em. Chúc mừng năm mới nha em. Thank you anh Andy. Anh thả mọi tay hả? Hi Peaches. Hello, hi. Thank you Angel. Beautiful, thank you. Hi anh Nguyễn Thành. Hôm nay là Christine sẽ không có nói nhiều về cái bộ nail. Thì Christine sẽ làm cho mọi người thấy thôi. Hôm nay là Christine sẽ đầu năm, Christine sẽ tám với mọi người nha. Christine sẽ làm và cảm nhận, dùng cảm nhận nha. Thank you Jenny nha. Thank you Jenny Ngô. Có một người khách là nhắn cho Christine là nói dài quá, Christine nghe không hiểu vì khách nói tiếng Mẹ không à. Chắc Christine phải đi học thêm tiếng Mẹ và tiếng Anh quá. Dạ đúng rồi, sức khỏe là vàng nha chị. Hi em Alice. Hi Noma. Có sức khỏe thì mình có thể làm bước tiếp và sẽ làm được những cái mà mình thích nha. Đây ha, mình sẽ clean hai bên cho nó thật là sạch ha. Để vì nữa lát đó mình dũa cuticle nó sẽ cũng dễ hơn. Hi Beatrice, hello, hi. Number. So Beatrice, so this one for the number, the bus number, okay? Quarto, yeah, the bus number. 14, so you can shop online be the justnail.com. Thank you, em Jenny Ngô. Hi Noma, hi Beatrice. How about here? Fourteen, yes. So the number, the bus Christine U is number 14.
Yeah, you help me write down number. Yeah. Thank you. Christine sẽ nhờ một người khách vì khách nói tiếng Spanish nhiều quá. Mà Christine là không biết đánh cái chữ đó như thế nào. Christine sẽ nhờ cái khách hàng mà Christine đang làm á sẽ giúp Christine phiên dịch nha. Phiên dịch vì khách hàng đó. Khách hàng họ là Christine đang dùng cái cỏ số máy. Các bạn vui lòng giúp Christine đánh cái shop just nail vào nha. Thank you. Thank you Maria. Thank you. So Liz, hello Liz, I'm from California, USA. Yes. Ken Nguyễn, chị đang đắp là cỏ số 14 nha. Cỏ số 14 của Just Nail, của Alex Team. Just Nail, Alex Team. Cỏ này rất là dễ đắp mà nó không có là lấy nhiều liquid quá, nó không có bị hao liquid nha. Và khi mà mình cỏ nhỏ như thế này đó, mình làm ombre rất là dễ. Cỏ này giữ nước rất là tốt nha. Hi Nuri, thank you Nuri. Bạn nào giúp Christine đăng cái justnail.com nha. Hi Party, okay here, just nail. Đây ha, Christine cho cái website ra rồi. Hi Khoa Đăng, thank you, thank you, thank you Khoa Đăng nha. Hi Party. Đối với anh chị mà mới bắt đầu vào nghề á, khi mà mình làm ombre á mà mình hay bị gọi là vụ nhiều á, vũ hoài á, khi mà mình lên ombre xong á, mình lên phủ một lớp bột clear vào nha. Vì như vậy khi mà mình lát á, mình có vũa là cái bột ombre của mình á, cái ombre của mình á, nó sẽ không có bị mất. Đó, Christine cho một lớp thật là mỏng cái ombre vào, à, cái bột clear chứ, để khi mà lát nữa mình có bóp phờ mạnh hay là mình có vũa á, là nó sẽ không bay mất cái ombre của mình ha. Nhiều anh chị là gửi hình cho Christine xem là khi mà đắp á thì là có ombre ha, nhưng mà tới khi hoàn xong á, hoàn chỉnh xong á thì nó mất đi rồi, vì nó sẽ mất đi trong lúc mà mình vũ á, mình vũ nhiều quá. Đây ha, Christine phối những cái màu này các bạn thích không? Cái màu nút ombre đi với cái màu hồng cũng rất là đẹp ha. Hôm nay Christine mới lần đầu tiên phối hợp hai cái màu này lại với nhau, nhưng mà thấy rất là ưng ý luôn. Có thể là có những cái mình không tưởng là không thể, nhưng mà mình cũng có thể đúng không? Đây ha, đây là cái bộ nail. Trong khi chờ đợi cái bên này xong là mình sẽ ngắm cái bên này. Tay khách của Christine nó rất là méo, đúng không? Nhưng mà tới khi mà mình dán móng á thì cái độ méo là nó đã bị biến mất rồi ha. Nhưng mà khi mà mình xoay ngược như vậy á, mình thấy cái tay của khách rất là méo, đúng không? Nhưng mà khi mà mình quan trọng là khi mà mình dán móng, mình đừng có để cho nó móng nó méo, là nó mình dán á, mình canh ngay từ cái phần này đi ra nè. Khi mà mình dán móng, nếu mà móng tay khách méo á thì mình sẽ dùng cái tay của mình nè, mình xoay cho nó ngay lại, đúng không? Khi mà mình xoay ngang như vậy á là mình sẽ biết được cái chính xác cái độ nó cái tay của một khách là có bị méo hay là không. Thank you Chí Nguyễn nhé. Yeah, thank you Maria. Thank you Evie Y Cao.
Yes, okay. Hi, Charlie. Thank you em, thank you. Khen Nguyễn nha, cỏ là không xài thử nha. Nhưng mà Christine bảo làm là nó xài rất là tốt. Thank you chị Jenny Ngô. Thank you chị Phương Lê, chưa xong là đã thấy đẹp rồi hả? Thì đa số cái design của Christine là chủ yếu là nó thật là nhẹ nhàng thôi. Đó. Bây giờ là Christine sẽ clean những cái còn lại, sau đó là Christine sẽ đi xếp và đi cái design ha. Ok. Chị biết em chọc mà, không sao hết, đầu năm vui vẻ ha. Đầu năm thì mình có những cái lời chọc như thế nó vui mà không hại ai hết. Hi anh Tom, Happy New Year anh, em khỏe, thank you. Thank you Joe Naden. Em ơi, Dí ơi, Dí giúp con xử lý cái này được không? Con lỡ đổ liquid vô một clear rồi. Thank you. Dạ. Dạ, giúp con xử lý. Dạ, giúp con lấy ra đi, không lát nó cứng á, nó khô là Dí không. Vậy hả? Kêu lên nha. Ok, bây giờ là Christine sự coi là nó có khô chưa nha. Yeah, are you for the glue? Yes. Hi, Lisa. Bỏ đi. Yeah, thank you. Yeah, are you for the glue? Yes. Hi, Elizabeth. Hi. Hôm nay nha, Christine sẽ tập trung vào say hi mọi người nha. Nên là có những cái chi tiết là Christine khi mà làm á, vừa làm vừa nói là quên mất đi ha. Cả nhà thông cảm nha. Hôm nay thì mình sẽ like và say hi chào mọi người. Những bộ nail của mình khi mà mình thiết kế với cái bột và cái clear của Chastel thôi đã thấy đẹp rồi. Thank you Elizabeth. Hi from Mexico. Hi, hello Elizabeth. Thank you. Nice to meet you. À, anh tình yêu đang giận hả? Giận anh Tom hả? Hi Anthony. Mình sẽ coi cho nó là hơi bị điều chút xíu nha. Só muốn nhìn cái nail của mình nó thẳng không, mình lật ngược cái tay của người khách lại như vậy nha. Sau đó là mình sẽ đánh cho nó cái đầu móng nó bằng. Hello, hi. Say your name first. Thank you. Sau đó mình sẽ
nha anh tình yêu ơi, tại vì em đang sorry anh nha, tại vì thực sự là em không có thấy. Em đang sử dụng cái phone second phone á, nên á khi mà em nhìn vô cái second phone á, em chỉ là thấy được cái comment thôi. Em không có thấy được những cái khác nha. Nên anh thông cảm nhé. Mọi người cho Christine 2 phút nha. 2 phút nha. Mình sẽ clean phần dưới này nha. Khi mà clean xong cái phần dưới á, là mình khi mình clean xong cái phần dưới á, mình nhìn xếp á thì nó sẽ chuẩn hơn nữa. Những cái bột mà nó còn khi mà mình đắp bột á, nó bị vào đây nè, nó rớt xuống dưới cái đống móng á. Mình sẽ clean cho nó sạch. Ok, mọi người cho Christine vài giây nha. Chị Đào Nguyễn, ok bây giờ là Christine thấy được mọi người đấy. Christine sử dụng một cái điện thoại khác nữa. Hai anh Đại, hai, hello ra. Hai anh tình yêu, nhớ nói thông khá xấu hả? Ai cũng đẹp nha anh tình yêu. Năm mới chỉ có khen thôi nhé. Hi Maria, hi Thu Hoài. Bây giờ là Christine có thể say hi cho cả nhà nha. Hi Laura, hello. Christine khỏe nha, thank you Đại. Hôm nay là Christine like hơi sớm. Khi mà mình vũ cái phần dưới xong rồi, sau đó là mình sẽ đi lại cái shape của mình. Vì có những cái móng dư á, nó sẽ bị tư ha, mình sẽ đi nhẹ thôi. Hi Louis. Hai chị Linh Lê. Không, anh tình yêu và anh Tom đều đẹp như nhau nha. Đó, trong mắt em ai cũng đẹp hết. Anthony, hi em, chào em. Hi Hòa Huyền, hi Minh Phi. Bây giờ là Christine chào tất cả mọi người nha. Mình sẽ sử dụng và khi mà mình đắp bột mịn ở đó, mình chỉ cần chạy sơ cái decal thôi nha.
Hi Minty, hi Dương Nguyễn, hi Thắng Tây. Vậy anh và người ấy em chọn ai hả? Anh tình yêu ơi, đầu năm cho em tham lam chút xíu nha. Em chọn cả hai được không? Thank you so much. Đầu năm nha, lì xì Tết. Thank you anh nhiều nhé. Hi Queen Pha Trận. Hello, hi. Đương nhiên là chọn người ấy rồi chị nhỉ. Thấy hình anh tình yêu có hai người rồi. Không, ý anh tình yêu á là chọn, là chọn thôi. Tức là ý anh tình yêu không phải là chọn cái kia. Hello Lee Kevin. Mình sẽ bắt đầu là hai bên coi nó có đều chưa nha. Mình sẽ nhắm cho nó coi nó có đều chưa nha. Ok, mọi thứ ok. Hi chị anh Đào Phạm. Hello chị, hi Quang Ly. Thank you Lee Kevin. Hi Angelica. Ngón này mình hơi dày chút xíu ha. Mình sẽ dùng cái cây này mình phá nhẹ thôi. Cây này á, mình vừa phá keo vừa phá bột ha. Nhưng mà đối với cái bột vừa thôi, cái độ phá bột của nó là không phải là nhanh nhất. Nhưng mà nó khi mà mình làm bột xong á, nếu mà có những một số chỗ mà mình cần phá, mình có thể sử dụng cây này luôn nha. Đây ha, có một chút xíu nên Christine sử dụng cây này để phá treo. Cái này gọi là pin carat nha. Mình có thể là vừa phá treo vừa phá bột được. Thế là mình xong cái phần vỗ ha. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần design. Anthony, cây này vẫn vỗ mịn được nha, tại vì nó có cái độ răng cưa của nó không có nhiều. Đó, răng cưa của nó đây ha, nó vừa thôi, medium thôi, nên là mình có thể sử dụng phá bột. Khi mà phá xong như vậy á thì mình có thể vỗ lại một chút xíu nha. Hai đại thì khi mà mình sử dụng cái mì treo thấp hút á, là mình quét một lớp mỏng cái mì treo nha. Sau đó là tùy theo cái diamond của mình lớn hay nhỏ là mình sử dụng cái gum mì treo tương ứng với cái diamond đó. Sau đó mình phủ một lớp thấp treo mỏng. Mình sẽ đo cho diamond và để vào máy hơ thôi, không thấy gì hết ha. Bây giờ sẽ thấy, tại vì Christine kéo vào quá. Hai Linh Phan, hai Hồng Huế. Bây giờ là mình xin và sẽ qua các phần design ha. Ok, here design. Đại xem lại những cái live stream của Christine về cái gum mì treo ha. Christine có những cái clip ở trên đó. Cái này là Christine sử dụng cái alcohol để chùi cái móng cho khách nha. Vì khách rửa tay sẽ mất thời gian nhiều.
Christine sẽ cho cái đèn nó xuống chút xíu và cái quay máy quay của mình sẽ qua một chút xíu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái phần mà chấm diamond trước. Những cái viên này mình đòi hỏi là tỉ mỉ ha. Khi mà mình gắn những cái diamond này thì mình đòi hỏi cái tỉ mỉ một chút xíu. Mình sẽ mất thời gian lâu hơn. Nhưng mà đối với hôm nay là Christine sẽ chấm bằng glue. Chấm bằng cái glue này ha. Đây ha, đây là cái glue Christine sẽ sử dụng cho design hôm nay. Đó, Christine sẽ lấy một chút xíu glue vào đây nè. Sau đó chị Christine sẽ chấm từng viên lại với nhau để làm một cái design. Nên là tùy theo cái trường hợp người khách yêu cầu nha. Bây giờ Christine sẽ kiếm cái size diamond vừa. Ok, Missy. Hai vi phạm. Ba hộp này nó giống nhau ha. Đây, Christine sẽ gắn như thế này. Sau đó là Christine sẽ vẽ cái này ha. Khi mà vẽ cái này mình chỉ cần rải, vẽ xong là mình chỉ rải kim tuyến và cái bột clear vào là được. Okay. It's okay. This finish. Yes. Mình sẽ chấm cái ngón này trước. Khi mà chấm cái từng viên với cái glue này á thì nó rất là last long, nhưng mà nó đòi hỏi là mình phải chuẩn xác nha. Christine nhúng vào một chút xíu glue, sau đó là Christine đưa vô ha. Hello Vi Phạm, hello. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi từng viên như vậy nè. Mình sẽ nó đòi hỏi là mình phải tập và tỉ mỉ một chút xíu. Từng viên thôi, từng viên những cái bi nhỏ như thế này, sau đó mình sẽ chấm vào cái design cho nó sát với cái diamond lớn. Cái này á, khi mà mình anh chị nào mới tập chấm á, thì mình vừa nhấc và đặt xuống, nhưng mà nó đòi hỏi là độ chuẩn xác cao nha. Vì khi mà mình đặt xuống rồi đó là nó sẽ khô. Cái glue này khô rất là nhanh. Cái chai glue đây ha. Đây glue đây ha. Cái chai này ha. Đây cái chai glue này, cái chai glue mà Christine hay sử dụng cho dán móng. Và Christine sử dụng cho gắn diamond luôn. Đừng có đụng nha khách ơi. Đụng nữa là nó rớt hoài luôn đó. Khi mà mình đặt xuống mình giữ cho nó 1-2 giây nha. Để cho nó dính vào nhau. Nó rớt luôn rồi. Hai bên đào. Thank you. And next. Hi, anh Kevin. Đó, khi mà mình chấm glue là mình đòi hỏi là mình tỉ mỉ và mình kiên nhẫn, có một cái gọi là sự kiên nhẫn ha. Đó, đầu năm là Christine là tại sao lựa chọn cái chấm bằng cái diamond, cái glue ha. Đó, mình muốn thử đầu năm của mình có một cái gọi là kiên nhẫn. Nó sẽ mất thời gian hơn một tí. Mình sẽ chấm từng viên vào đây ha. Mình sẽ chấm từng viên vào đây. Khi mà đối với cái cuticle á, nếu mà mình cảm thấy mình đi không được nữa thì mình sẽ sử dụng design cho những cái viên nhỏ hơn. Những cái viên nhỏ hơn đối với nó nha. Đây Christine sẽ cho những cái viên nhỏ hơn vào nè. Nó sẽ ra một cái kiểu design nó khác nhau.
thought I wanted to check out the purple. Đây ha, để là mình xong cái này, sau đó mình sẽ qua cái phần chấm đáy mình. Nó sẽ ra như vậy ha. Đây, cái ngón này là Christine sẽ chấm như vậy. Mình sẽ kết hợp là tùy theo cái độ bự, độ lớn của cái móng. Và mình sử dụng cái đáy mình mà mình có. Nên khi mà mình làm design á, tốt nhất là mình nên có đầy đủ cái size ha, để mà mình dễ làm hơn. Vì có những cái góc cạnh là mình don't move, please. Những cái góc cạnh là mình không thể nào sử dụng cái túng cái size đó được. Mình sẽ sử dụng cái size nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Hai Wendy Dương, hai Tuấn Nguyễn, hai Ngọc Dung, hai Nai Huê nha. Hai Megan, hai Annie. Anh Đào Phan, cái bi đó hả? Cái bi là Christine đang xài hả? À, hiện tại là Christine biết được là trong cái supply nào cũng có nha. Khi mà mình ra supply là nó có đó, nó sẽ có ở trong đó. Là mình nó có màu silver, màu rose gold và màu gold nha. Đúng không? Không có gì gọi là khó ha. Bây giờ Christine đã sắp xong là cái phần diamond của mình, cái ngón này ha. Sau đó là mình sẽ qua cái phần ngón kế tiếp. Cái thời gian nó sẽ gấp đôi cái phần mà mình gắn cái mì trao. Đây, những cái góc như thế này là mình không thể nào là mình đi cái số lớn được. Nên á, mình đòi hỏi khi mà mình chấm diamond á, design diamond mình sẽ có nhiều size. Mình sẽ có đủ size nha. Hai Wendy Dương, hai chị Hương Lan, hai Andy Nguyễn. Cái gắn cái này là super last nha, nhưng mà nó đòi hỏi là mình phải tỉ mỉ và mất thời gian. Cái quan trọng, cái khó của nó là khi mà mình lấy cái đai mình lên á và mình đặt xuống phải chuẩn. Vì khi mà mình gắn bằng keo này thì là không có sửa được. Keo này khi mà mình đặt xuống thì nó đã khô rồi. Nên nó đòi hỏi là độ chuẩn xác của cái diamond khi mà mình đặt xuống nha. Và mình sẽ nhắm được, mình phải nhắm được cái size mà mình làm nữa. Thế là xong ha, thế là mình xong cái phần diamond ngón này. Mình sẽ qua cái ngón kế tiếp ha. Đây là xong ha. Nó sẽ giữ được last long là 1 tháng nha chị Trang Leon. À, anh Đại thì là trong cái website của Chastel có cái cây chấm diamond nha. Cái cây chấm diamond kia nó sẽ tốt hơn cái cây này. Vì cái cây này nếu mà mình đè mạnh quá thì nó sẽ bị mất cái độ sáng của cái diamond nha. Hai Jenny Nguyễn, anh có thể vào website chastel.com, nhưng mà hiện tại là Chastel á đang bị cái cây diamond nó đang hết hàng nha. Là mình có thể là order sau. Hai Nguyễn Bi, vì cái cây này em đang busy chị ơi. Hơi bị lâu á, khi mà em design hơi bị lâu á, em đang làm live mà. Đúng rồi, Christine đang sử dụng cái nail glue để chấm cái diamond này nha. Christine sẽ đi từng hột. Cái quan trọng khó của cái này là mình nhấc và hạ xuống cái diamond của mình ha, sao cho nó chuẩn và chuẩn xác. Vì nếu mà không chuẩn á, là mình nhấc rất là dễ bị lệch. Đối với cái diamond bự này á, mình có thể đi đường vòng nên mình có thể control được nó. Còn đối với những cái đường cái diamond mà bằng lai á, mình đi đường thẳng á thì nó rất là khó nếu mà mình không nhắm được cái độ chuẩn của nó. Còn đối với cái vòng cung này thì mình cứ đi theo cái đường tròn của diamond thôi. Hai Andy Nguyễn, đúng rồi, cái này là glue nha. Hai Nguyễn Bi,
đầu pha tùy theo khu vực nha, mà mình lấy tay khách nha. Nhưng mà cái bộ nail mà Christine đang làm là custom design rồi, nên là Christine tính giá một bộ nail như vậy là 120 nha. Tùy theo khu vực nha. Cái khu vực của Christine là Christine lấy giá như vậy nha. Vì nó cũng không có nhiều diamond lắm, nhưng mà nó đòi hỏi là sự tỉ mỉ đó. Khi mà mình gắn kết lại với nhau như vậy nó mất thời gian. Thank you Kyle nha. Hi Cường Nguyễn. Hi Kevin T. Hi Hoàng Thủy. Hello, chào cả nhà. Đó, mình cần cái tỉ mỉ ha. Khi mà mình đặt vô mình giữ cho nó 2 giây để cho cái glue nó khô, là nó sẽ dính lại với nhau ha. Mình cho nó đi sát với cái đường tay mình là nó sẽ ra tròn nha. Đó, bây giờ là mình xong cái phần này. Thank you Kevin. Hi Lily. Hi Cường Nguyễn ha. You're welcome. Bây giờ mình xong cái này rồi, mình sẽ thiết kế làm sao cho nó giống nhau hoặc là khác nhau với cái ngón này nha. Thì Christine sẽ dùng cái size tùy theo cái mình thiết kế thôi. Đó, nên cái design nó không có hạn chế, tùy theo cái tính thẩm mỹ của mỗi người ha. Nên nó sẽ ra một cái design nó khác nhau, không có ai giống ai hết. Ok, don't move please. Khi mà mình làm design nó không có gọi là có một cái gọi là sắp xếp, tùy theo mình cảm thấy đẹp thì mình dần thôi ha. Hai Alex Nguyễn, hai chị Loan Nguyễn, hai mà béo là khi mà mình làm như vậy mình cố gắng lực lại để cho coi mình coi nó có đều hay chưa. Thank you Alex Nguyễn from Boston. Hi Vi Trần, hai em, hai Thu Huỳnh, hai Annual. Yes, thank you. Đó, khi mà mình đi như vậy mình sẽ cho cái một chút xíu glue vào đây ha. Christine đi hơi bị méo rồi, phải tháo ra ha. Hai Phụng Đỗ, thank you Phụng Đỗ nha. Christine sắp xong rồi, lát nữa Christine sẽ làm cái design vẽ ha. Vẽ cái design có ý nghĩa là nó giống như một đôi cánh như vậy đó. Chúc đầu năm ha, mọi người tung cánh bay xa. Khi mà mình gắn những cái hộp lớn như vậy, mình tốt nhất là mình nên xoay lại coi nó có ngay chưa ha. Nếu mà chưa ngay mình phải sửa lại ha, vì cái này gọi là diamond. Nếu mà nó không ngay là cái design của mình nó không đẹp ha. Linh Ly ơi, em hỏi gì chị không hiểu nha. Bây giờ là mình sẽ đi những cái viên nhỏ như vậy nè. Hai Linh Mỹ, mình sẽ đi những cái viên nhỏ vậy. Đối với những cái viên nhỏ như vậy nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà mình nghĩ là mình sắp xong rồi ha, nên là mình sẽ cố gắng làm cho nó nhanh. Không, nhiều khi tâm lý thôi, cái đó gọi là tâm lý thôi. Nên đối với khi mà mình làm design á, đòi hỏi là gọi là sự kiên nhẫn ha. Mình sẽ làm được, và mình sẽ làm được, mình cứ nghĩ là mình sẽ làm được. Đại bâu hả? Ở đâu mua bâu hả? Ok, Christine mua ở Nail Supply thôi nha, gần nhà Christine đó.
Đại ở đâu là chị Christine nghĩ là supply nào cũng có những cái bi này nha. Hai thảo bi, hai kim trừng, hai Jessica. Hello em Sema. Đây ha, thế là mình cũng chuẩn bị xong cái design của mình có rồi. Nail supply number hả? Ok, lát có gì nhắn tin cho Christine nha. Vì cái nail supply mà gần chỗ Christine là nó không có shop online nha. Thank you em xem, em cũng vậy nha. Chúc năm mới thành công nhé. Mình phải giữ cho nó lâu chút xíu đối với những cái viên vỡ như vậy. Bất quá tam nha. Đó, mình sẽ đi từ từ, sắp xong rồi nha. Đây ha, thế là mình xong cái phần này, sau đó là mình sẽ cho thêm hai design thật là nhỏ thôi, diamond thôi ha. Mình sẽ cho số 7 và số 5 vào vừa khít. Đây ha, Christine xong rồi đó. Hai phương vỏ. Chị đang dùng cái glue gọi là gắn đá nha. Đây ha, cái glue Christine dán móng. Đây là Christine cũng dùng để mà gắn diamond, tùy theo trường hợp nha. Christine là sử dụng mọi cách, nó có rất là nhiều cách để mà gắn diamond. Hai ngọc trừng, hai queen lady, hai Anna Isabel. Bây giờ mình sẽ close cái này lại. Và mình sẽ đi cái phần design ha. Bây giờ là Christine sẽ apply cái phần top. Christine sẽ apply cái phần top có nha. Đây là cái top của Just Nail. Hai. Gắn Christine, khi mà Christine sử dụng cách này á, khách hàng sẽ last long là 1 tháng. Và khi Christine sử dụng cái gummy gel, khách hàng của Christine cũng last long 1 tháng nha. Nên là tùy theo cách nào mình lựa chọn. Đối với các cách này thì nó hơi khó. Nhưng mà hôm nay là Christine muốn thử thách bản thân mình thôi. Nên là thử cái độ kiên nhẫn của mình đầu năm ha. Dạ, đây là cái top của Just Nail. Bây giờ là mình sẽ sơn vào cho nó bóng nha. Hi Anthony, lớp Houston em chưa được học vẽ hả? Trong cái lớp, mỗi lớp của Christine đi á, là Christine chỉ dạy về cái phần trao loan, mobile nha. Và với lại 3D. Hai gian thần. Mình chỉ cần sơn một lớp mỏng của cái top thôi.
là nó ra rất là bóng nha. Mọi người thấy nó sáng không? Bây giờ cái design của mình bây giờ là nó nổi lên rồi đó. Ngón này thì mình sẽ sơn top lên, sau đó là mình sẽ vẽ nha. Hai linh độ. Bao nhiêu vậy? Còn bao nhiêu vậy? Wait. Mình sẽ vuốt nhẹ cho nó xuống nha. Ok, inside. Yes. Không có chi hai Nikki, hai Bảo Ngọc, hai Linh Độ, hai Martel, hai Quang Hồ. You welcome nha Phương Võ. Hi Anthony. Vì về cái phần vẽ thì nó rất là phong phú, nên là khi mỗi lần mà Christine đi lớp á, học sinh yêu cầu cái gì thì là Christine vẽ dạy về cái đó nha. Design nó gọi là rất là phong phú ha. Nên là nhiều khi Christine sơ sót quá. Xin lỗi nha. Có gì mình sẽ hẹn vào những cái lớp sau nha. Đây là cái hũ cho mà Christine sẽ sử dụng cho cái design vẽ nha. Cái design này là mình vẽ xong là mình sẽ rắc kim tuyến. Hai chị Trang Phạm, năm mới vui vẻ nha chị. Đây ha, mình sẽ vẽ cái ngón này. Mình sẽ vẽ như vậy ha. Ok. Hi Ashley. Bây giờ Christine đang tập trung vẽ một chút xíu nha. Mình sẽ đi cho nó tròn. Vì cái gel này nó hơi đặc nha, nên mình sẽ vẽ từ từ thôi. Mọi người thấy rõ không? Để mà Christine dịch cái camera qua chút xíu ha, để cho mọi người dễ thấy. Vì cái phần chữ nó che mất rồi. Đây ha, như vậy thì mọi người dễ thấy hơn, đúng không? Đối với cái design này mình sẽ đi từ từ thôi nha. Đó, mình đi cái phần này á, mình cho nó nhỏ thôi, sau đó mình sẽ nhấc cái cây cọ của mình lên ha. Mình cho nó đi thật là mỏng thôi. Đâu? Mình cho nó thật là mỏng thôi. Sau đó mình sẽ tiếp tục đi những cái line kế tiếp nhau.
Nhưng mà với điều kiện khi mà mình đi như vậy, mình sẽ không có cho cái design của mình dính với nhau nha. Cái phần đầu của mình sẽ không có dính với nhau nha. Mình sẽ cho cái phần này nó mỏng thôi. Sau đó mình sẽ kết nối xuống vào đây. Đó. Mình đi cho nó thật là mỏng nha. Cái chỗ nào cần mỏng á, thì mình sẽ nhấc cây cỏ của mình lên. Và cái chỗ nào mà mình cần cho nó dày á, thì mình sẽ đi làm sao cho nó hơi dày một chút xíu. Thank you cả nhà nha. Đó, ở đây thì mình sẽ cho nó tròn lại với nhau và mình sẽ kết nối. Đây ha. Nhớ là mình sẽ không cho nó dính với nhau. À, cái trắng này Christine đang dùng là treo nha, nhưng mà treo này rất là đặc. Cái treo này rất là đặc ha. Khi mà mình sử dụng thì mình cũng từ từ, mình sẽ đi từ từ. Đây, đó, Christine sẽ cho nó và kết hợp với nhau như vậy. Nó giống như, cho nó giống như một cái đôi cánh. Đông một đông một đông kia. Nó sẽ ra như vậy ha. Nên nhớ là cái design này mình sẽ không cho nó dính nhau nha. Vì khi dính nhau á, lát á, khi mà mình rải cái kim tuyến vào á, là nó sẽ bị mất xếp. Đó, khi mà cái line cuối cùng mình sẽ kết nối với cái độ cong ở đây. Đó. Mọi người thấy rõ không? Hai Đào Anh, hai Bội Trần, hai Kyle, thank you em Kyle, thank you cả nhà nha. Ok, bây giờ thường đó thì là nó không exactly, nhưng mà thì hôm nay mình sẽ làm cho nó giống nhau nha. Đây, bây giờ là mình có cái phần design là như vậy, mình sẽ clean trước. Mình khoan để vào máy nha, mình sẽ cho cái clear mình có. Mình sẽ rải clear nha. Omo finish. Ở đây là Christine có cleader. Nhưng mà cái cleader này á, mình sẽ cho nó cái hột nó mịn thôi. Mình không có được dài nha. Thì vì khi mà dài á, là nó sẽ hột bự lắm, nó sẽ không có đẹp. Thank you Tiêu, hai Thu Hiền, Kelly, hai Trần Si, hai Matthew, hai Anthony. Nha, những cái Christine đang làm là cái cleader này cũng có trong Chastel nha. Đây ha, là Christine sẽ rải xuống nè. Mình sẽ rải xuống là như vậy ha. Rải cho nó đều ha. Vì cái kim tuyến á, giờ nó có mỏng cỡ nào á, nhưng mà nó cũng sẽ không cover được hết những cái của mình có. Ok, Christine sẽ tiếp tục ha. Bây giờ là Christine sẽ cho cái một chút xíu clear ha. Đây ha, một chút xíu clear vào. Đây ha, clear ha. Tại sao Christine cho clear đúng không? Vì nhiều khi cái diamond của mình á. Ok, inside, yes. Mình sẽ cho vào máy ha. Vì á, khi mà những cái cleader của mình á, nó lớn quá, nó sẽ không cover được hết cái treo của mình. Nên là Christine sử dụng một chút xíu clear ha, để cho những cái phần mà nó không có dính được clear rồi, nó sẽ dính clear, sẽ làm cho cái gel của mình nó sẽ sạch hơn và nó không có bị chảy màu. Cái đó là những cái thích đích đó thì mình à, bây giờ mình xong rồi, mình chỉ cần phủi sạch thôi ha. Mình dùng một cây cỏ là mình phủi sạch nó. Thank you.
ha. Mình chỉ cần phủi sạch những cái còn vương lại thôi. Là mình ra một cái design là như vậy nè. Dí, gọi cho Vinh giùm con một cái, con nó muốn hỏi cái gì. Ừ. Đây ha. Mình đừng có cho nó dính nhau ha. Cái design này mình không có cho nó dính nhau được. Vì khi mà dính nhau á, khi mà mình rải như vậy nè, nó sẽ bị kết nối với nhau và nó sẽ không ra những cái đường nét nhẹ như vậy ha. Đây, bây giờ cái design của Christine đã finish. Cảm ơn cả nhà ha, đã theo dõi. Hi Jenny, Kyle, hi Kyle, hi Jenny, hi cả nhà nha. Thank you Jenny, thank you Kyle, bắn tim đi. Thank you Lân Bùi nha. Christine đã finish cái design ha. Hy vọng những cái chi tiết nhỏ như vậy là có thể giúp ích được cho những anh chị mà mới bắt đầu mình design. I do it, okay? Yes, thank you. Mình sẽ cho một chút vitamin E giàu vào nha. Thank you Phương Võ, thank you. Hi team Toti. Mọi người vui lòng chia sẻ cái live stream này nha. Hy vọng giúp được cho anh chị là mới bắt đầu mình tập cái design đơn giản ha. Cái này là một cái design đơn giản thôi. Just relax like this. Lấy giùm con cái miếng kia. Thank you. Bây giờ là Christine sẽ chụp hình cho mọi người thấy ha. Thank you Alice. Thank you Ben. Ok, thì là bây giờ là Christine sẽ cho mọi người thấy cái design ha. Chụp hình ha. Đây ha. Sáng lấp lánh. Mọi người thả tim nha. Thank you. Đầu năm mà có tim nhiều á. Đầu năm phải có tim thật là nhiều. Ok. Mình sẽ qua cái bên tay này ha. Just relax. Yeah. Nói cho khách biết là mình hôm nay có như vậy thôi ha. Just relax. Yeah, just relax. Yes. Mình sẽ cho khách là thật là relax thôi. Yeah, that's like this. Mọi người thấy không ha? Bây giờ là cái design của mình đã hoàn thành nha. Ok, chúc cả nhà đầu năm mới vui vẻ nha. Thank you Jenny. Thank you cả nhà. Thank you. Thank you Alex. Hello, hello, hi. Thank you Đại. Ok, bye bye cả nhà. Chúc đầu năm mọi người vui vẻ, sức khỏe an khang nha. Mọi sự như ý. Thank you. Bye.